Kính thưa quý vị khán thính giả của chương trình Phố Bosa TV, chuyến đi vừa qua của ông Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn sang Hoa Kỳ và đặc biệt là sang quận Cam là một sự kiện báo chí rất đặc biệt trong nỗ lực vẽ lên một bức tranh cụ thể rõ ràng hơn về chuyến đi này, cũng như tìm hiểu về phản hồi của những người trong cuộc có dịp gặp gỡ ông trong chuyến đi này. Chúng tôi sẽ có cuộc tiếp xúc với ông Nguyễn Ngọc Lập. Kính chào ông Nguyễn Ngọc Lập, có thể cho một lời chào tới quý khán thính giả. Tôi cũng xin được kính chào anh Vũ Hoàng Lân. Và tôi tên là Nguyễn Ngọc Lập, cấp bậc thiếu úy của binh chủng thường lục chiến. Thì một lần nữa chúng tôi xin được kính chào đồng bào quốc nội và hải ngoại trên cái phố Quân Sa TV. Được biết ông Nguyễn Ngọc Lập cũng là một người đã có dịp gặp ông Nguyễn Thanh Sơn trong chuyến đi của ông tới quận Cam lần này. Ông có thể nói một cách cụ thể là trong cái nguyên nhân, cái ngữ cảnh như thế nào mà ông đã có cuộc gặp gỡ đó thưa ông? Cách đây độ mấy tháng thì anh Nguyễn Phương Hùng và anh Esitara và anh Vũ Hoàng Lân có cho tôi nghe rằng ông Nguyễn Thanh Sơn có gửi lời thăm hỏi gia đình tôi và tôi trong cái chuyến về lần trước của các anh. Thì bất thình lình trong buổi chiều tôi đang ngồi viết bài ở nhà thì anh Nguyễn Phương Hùng có gọi tôi là ngày mai anh Lập có đồng ý đến gặp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn hay không? Tôi nói ok. Tôi muốn gặp bất cứ ở đâu. Tôi đâu có hèn như Nguyễn Xuân Nghĩa, khi mà ông Thứ trưởng Thanh Sơn mời về Hà Nội cũng không dám gặp, mà đến Lido Sài Gòn cũng không dám gặp. Tôi cho rằng nothing venture, nothing have. Không vào hang hùm sao biết được cọp. Và mình khi mình gặp với một cái thiện ý thì thưa quý vị, tôi chấp nhận cái lời yêu cầu của ông Nguyễn Phương Hùng. Thì ông Nguyễn Phương Hùng đã chờ tôi đến hơn 10 giờ, thì ông Hùng bảo tôi là anh đi đâu lâu thế? Thì tôi bảo là tôi đi nhà thờ. Thường thường tôi đi nhà thờ Vinh Sang Đề Pôn và tôi đi bộ về đó. Thì tôi chọn cái nhà thờ là vì lý do trong cái ngôi nhà thờ đó nó nằm trong giữa cái nghĩa địa. Và sáng nào cũng trông thấy hai ba quan tài là chôn cất ở đó, thì tôi luôn luôn quan niệm rằng đây là cái ngày cuối cùng mình chết. Cho nên mình sống tử tế anh Lắc. Thì vợ tôi ra có nói với lại anh Nguyễn Phương Hùng, anh đưa chồng tôi lên trên để gặp Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn thì anh cũng phải biết là cái trách nhiệm của anh, vì tôi cần một người chồng và một người cha, chứ tôi, gia đình này không cần một người làm chính trị. Cho nên anh phải ngăn cản chồng tôi khi có một cái thái độ gì đó. Thì anh Nguyễn Phương Hùng chở tôi đi lên khách sạn Hilton, trong khi mà ở Anaheim thì có cái tiếng điện thoại ở trên nó gọi của một cái tiếng phụ nữ, nó sai nùng đến trễ quá, thì nói là xe đã đi vào parking. Thì đó là cái diễn tình mà tôi cũng cảm ơn anh Nguyễn Phương Hùng là đã dám đến đưa tôi đến gặp ông Nguyễn Thanh Sơn. Và cái điều kế tiếp là tôi cũng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Sơn là một cái người có địa vị trong một xã hội mà lại cúi xuống để nói chuyện với tôi, một thiếu úy bài trận. Tôi là zero, tôi là âm, còn anh là the winner take all, anh là người chiến thắng. Mà anh đến nói chuyện như vậy, tất nhiên anh muốn đi tìm hiểu một sự thật. Một cách cụ thể thì cái cuộc gặp gỡ nó xảy ra ở đâu và có những ai đã có mặt trong cái buổi gặp gỡ đó thưa ông? Thì anh Nguyễn Phương Hùng mang theo một cái máy chụp hình rất đắt tiền và có máy ghi âm. Thì ở đó có ông Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng, và đây là nét chữ riêng của ông, cái email rồi có địa chỉ của ông. Người ngồi kế bên tay trái của tôi là ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng. Thì tôi cũng được coi trên cái phố bên xa TV, tôi đã biết mặt ông rồi. Thì ông đi đằng sau lưng của tôi thì tôi đứng lên tôi chào kính thưa ông Thứ trưởng. Tôi rất hân hạnh được gặp ông. Thì ông cũng chào tôi, thì ông nói rằng trong cái quyết định của ông trong cái cuộc họp đại hội Việt Kiều vừa qua là ông quyết định rằng ông phải đến Hoa Kỳ, thì lần này bằng mọi cách ông sẽ gặp cho bằng được tôi. Thì dưới sự dàn xếp của anh Nguyễn Phương Hùng thì tôi được gặp. Thì bên tay phải tôi là anh Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng, trước mặt của tôi ngồi trong cái bàn vuông đó là anh Nguyễn Phương Hùng.
tôi có đề nghị là trong cái máy chụp hình rất là tối tân của anh như vậy đó, thì anh thu âm cái lời nói chuyện đó. Và anh có quyền phổ biến, và kể cả anh viết bài theo ý anh luôn. Tại vì trong cái cuộc nói chuyện mà nó thuộc cái mass media broadcasting, tức là broad tức là rộng rãi đây, thì sẽ có bốn người và cái phái đoàn ngoại giao của ông Thứ trưởng Nguyễn Thành Sơn cũng rất tế nhị để mà đứng chờ để nghe chúng tôi nói chuyện. Thì một cách cụ thể thì câu chuyện nó có những gì đã được trao đổi trong câu chuyện khi ông Nguyễn Ngọc Lập gặp ông Nguyễn Thành Sơn? Thì đầu tiên ông Nguyễn Thành Sơn ngỏ lời trước là nói: thôi anh Lập ơi, chiến tranh nó cũng qua rồi, mình là người Việt Nam cả, và tôi cũng thấy anh có một tấm lòng yêu nước qua các video, thì thôi Tết này anh đi về Hà Nội, anh về nhà riêng tôi đi rồi ăn Tết rồi uống rượu. Thì tôi có thò tay lên, tôi nắm tay anh Thứ trưởng Nguyễn Thành Sơn, tôi bảo rằng vừa qua anh mới nói tôi là anh trẻ tuổi hơn tôi, nhưng mà anh chức vụ lớn hơn tôi, nhưng mà thôi xin phép cho cái bữa nói chuyện hôm nay cho nó tính cách thân tình. Thì anh vừa rồi anh mới bảo là Tết này về Hà Nội rồi ăn Tết ở nhà anh, rủ uống rượu với anh. Thì tôi có mỉm cười, tôi nói với anh Nguyễn Thành Sơn thế này: anh Sơn, ông bà mình có một cái câu rất là đơn giản, 100 cái lý không bằng một tí cái tình. Anh hỏi thăm tôi lần trước, tôi có về tôi nói vợ con tôi: ông Thứ trưởng, ông có địa vị cao như vậy mà ông hỏi thăm gia đình mình đó em. Rồi tôi cũng nói với ông Nguyễn Thanh Sơn, vừa qua anh lại bảo là Tết này anh đi về anh ăn Tết ở trong nhà tôi để uống rượu. Thì thú thật từ xưa đến giờ tôi thấy nó vô lý lắm, cho nên tôi nói thật với anh Sơn thế này: bạn ấy mới mời rượu, còn kẻ thù thì mời trà. Thì tôi mới dừng lại câu đó thôi. Thì anh Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, anh nhìn anh Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng, anh bảo: nghe Nguyễn Lập, Ngọc Lập nói chưa? Thì anh cũng cười như là anh vào nói chuyện đây. Thì bắt đầu đi vào cái câu chuyện. Thì tôi sống rất thật. Tôi mới móc ra ở trong cái ID của tôi, vì tôi biết vào khách sạn Hilton đó, ở trong đó có nhiều phái đoàn ngoại giao đó chứ không phải riêng đó. Nên tôi đi đâu tôi rất cẩn thận, tôi mang theo cái ID của tôi. Thì thú thật tôi có một cái tên Mỹ, mà hôm nay tôi công khai cho tất cả quý vị biết luôn. Tại vì tôi cho anh Nguyễn Thanh Sơn coi thì tôi cho quý vị biết luôn. Thì anh Nguyễn Thanh Sơn anh coi xong thì ở dưới cái hình của đó, dưới cái ID nó có cái chữ ký Nguyễn Ngọc Lập. Cái chữ ký là Nguyễn Ngọc Lập, nhưng mà tên ở trên là Solomon Nguyễn. Tôi lấy cái tên ông Solomon á, và chữ Nguyễn nó không phải như etc. Hay là Berkeley Trần hay là Brian Trần gì cả. Tại vì tôi đọc Thánh Kinh không kỹ, nên đến lúc mà tôi được vô quốc tịch ấy, tôi mới lấy tên là Solomon. Cái ông vua Solomon này, ông lạy Chúa, ông xin là cho ông được cái trí thông khôn ngoan, và ông hướng dẫn dân chúng biết kính sợ Thiên Chúa. Nhưng mà về sau khi ông giàu có quá rồi thì ông lại chơi bời trai gái, rồi ông đủ thứ, cho nên đến cái đời con cháu ông bị phạt. Thì tôi có nói thú thật với ông Nguyễn Thanh Sơn, nói thật với anh Sơn, tôi đọc Thánh Kinh cũng lờ mờ, chứ tôi biết mà được lên làm vua như vậy rồi về sau con cái bị trừng trị về cái tội dâm ô đó, thì tôi lần tới nếu mà tôi được thay đổi quốc tịch, thay đổi cái chữ trong cái ID, tôi sẽ đổi tên khác, Thánh Du Xe Nguyễn Ngọc Lập, để tôi đóng sống đúng với cái sự nghèo khổ và đơn sơ của tôi. Thì thú thật cái bữa đó tôi đến đó, thì tôi mặc một cái áo mà các anh các quý vị trong nước là trông thấy, đó là cái áo mà người ta hay mặc chim cò để đi Hawaii. Mục đích tôi mặc như vậy để làm cái gì? Là để cho anh Nguyễn Phương Hùng thấy rằng bên trong tôi không có vũ khí, để không xịt ông Nguyễn Thanh Sơn như Đàm Vĩnh Hưng, để trong ngoài thấy rõ là lần đầu tiên đó. Thì tôi cũng nói chuyện với anh Nguyễn Thanh Sơn. Cái câu chuyện đó có vẻ rất hấp dẫn khi mà ông nói rằng là khi nếu được đổi quốc tịch lần nữa hoặc đổi tên lần nữa là sẽ đổi tên. Rồi câu chuyện nó diễn tiến tiếp như thế nào?
Thì kế tiếp tôi nói với anh Nguyễn Thanh Sơn là tôi biết anh đến đây là anh để tìm hiểu Việt Kiều tụi tôi nó nghĩ cái gì. Thì giờ anh có bằng lòng nghe tôi nói về khuyết điểm của Đảng Cộng sản. Thì anh Nguyễn Sơn, tôi mới nói rằng trong tôi đọc trong cái đường hy vọng của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, Đức Hồng Y khen mấy anh hay lắm. Trước năm 75 là các anh ở Đức, ở Ý, ở Pháp, ở Thụy Sĩ, ở Tây Ban Nha, các anh có một nhóm người rất là nhỏ. Nhưng mà đến thứ Bảy mà hay là tới Chủ Nhật là các anh họp lại với nhau ở một cái địa điểm nào đó, thì các anh nghiên cứu, rồi các anh làm cho về điều nghiên, giúp sinh viên học sinh, rồi sinh viên vọng thế nào, rồi chính trị vọng thế nào, là kiều vọng thế nào, rồi kêu gọi đồng bào là chống Mỹ cứu nước thế nào. Hay lắm. Đức Hồng Y khen các anh nhiều điểm hay lắm, tích cực lắm. Nhưng mà xin lỗi các anh là sau 30 tháng 4 thì các anh đi vào trong Sài Gòn, các anh gặp các em chân dài, rồi các anh thấy tiền, rồi các anh thấy danh vọng. Thì trong Thánh Kinh nó có ba cái: desire of flesh, desire of money and desire of fame. Thì các anh có danh, các anh có tiền và các anh có gái, cho nên các anh đã bị rơi vào cái tình trạng là không có suy nghĩ nhiều nữa, cho nên các anh thiếu cái phần lý luận. Và cái khuyết điểm thứ hai của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, mà tôi ở Mỹ 20 năm rồi, tôi đi dự biết bao nhiêu hội nghị của các anh em ở đây đó, rồi cho tôi đi khắp nơi để coi các cái World Trade Center ở Chicago hay World Trade Center ở Las Vegas đó. Thì tôi vào rất nhiều thư viện để tôi đọc sách chiến tranh Việt Nam, thì tôi chưa thấy bao giờ ở nước Mỹ họ có một cuộc duyệt binh bao giờ. Chỉ có Rose Parade đầu năm F-16 bay cái rẹt qua, hay là ở Stable cho Tạ Cận Bình đến Mỹ coi đánh basketball thì bay cái rẹt qua một cái. Nãy giờ là chính xác những gì là ông trao đổi là nãy giờ đó hả? Dạ. Nhưng mà chưa bao giờ đó thì tôi thấy người Mỹ đó có cuộc duyệt binh, và họ cũng chưa bao giờ viết ra rằng họ đã đánh thắng người Nhật ở Okinawa như thế nào. Và các tướng lãnh họ giấu những bí mật đó, rồi trong ngày đi đây đổ bộ đại nọ mang đi như thế nào thì toàn là mấy ông làm phim dựng lên thôi. Nhưng mà những bí mật đó thì không bao giờ những nhà quân sự của Bộ Quốc phòng của Mỹ tiết lộ. Tôi cố gắng tôi tìm tôi đi đọc. Trái lại các anh là ông Văn Tiến Dũng viết lên đại thắng mùa xuân, đánh thay vì vô quốc lộ 7 thì vô quốc lộ 14, rồi đánh tới Long Khánh như thế nào, rồi chuẩn bị như thế nào thì các anh viết ra hết. Tôi nghĩ cái đó nó không đúng với cái nghĩa của đại thủ tướng quân. Ông Nguyễn Thanh Sơn tiếp tục ngồi nghe một cách kiên nhẫn như vậy hay là có những cái trao đổi ngược lại? Ông Nguyễn Thanh Sơn là một con người mà trước đây tôi nghe ông Isidara bảo ông này giỏi lắm. Tôi có đọc bài báo đó. Rồi trong cái hội nghị Việt Kiều vừa rồi á, tôi có thể đếm được cái số chữ ông ta nói trong khi dự đại hội. Đây là một nhà ngoại giao. Tại vì anh mời người ta thì anh để cho người ta nói. Nhưng có nhiều người ở đây dở lắm. Ông tiếp tục câu chuyện. Thì khi anh là binh chủng nhảy dù, anh mời anh em thiểu lục chiến biệt động quân tới, hay anh là thiểu lục chiến anh mời nhảy dù biệt động quân thiết giáp tới, anh đứng lên anh nói về thành tích chúng tôi chiếm Cổ Thành. Thế những người ngồi ở dưới là hèn à, đến đó để nghe anh trình bày về cái hay của anh à. Cái đó thất sách. Nhưng ông Nguyễn Thanh Sơn này là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông nghe, ông nhìn cái ID của tôi thật là kỹ. Ông biết tôi sinh 27 tháng 2 1951 tại Hà Nội. Ông Nguyễn Ngọc Lập tiếp tục cái câu chuyện trao đổi. Thì khi tôi phê bình về những cái khuyết điểm của Đảng Cộng sản, ông lắng nghe. Nhưng mà có lẽ là cuộc, không biết là cuộc nói chuyện bao lâu, có thể ông không cần kể chi tiết, nhưng mà kể đại lược những cái ý mà trao đổi qua lại. Theo tôi biết cái cuộc nói chuyện đó là nói chuyện trên 45 phút. Mà trước đó một ngày thì anh Nguyễn Phương Hùng nói rằng ông Nguyễn Thanh Sơn này, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn và ông Tổng lãnh sự ở San Francisco
thì cũng có nói rõ ràng là có gặp một số nhà báo, trong đó thì như là có ông Đông Duy, rồi ông James Du, rồi ông một vài ông, 5-6 nhà báo chỉ được họp trong vòng khoảng 20 phút thôi. Nhưng mà riêng cái cuộc nói chuyện của tôi thì tới 45 phút. Thì những cái gì, những cái đại ý nào tiếp tục trao đổi, đặc biệt là những gì mà ông Nguyễn Thanh Sơn trao đổi ngược lại với ông? Thì tôi có nói lại câu chuyện mà do anh Vũ Hoàng Lân có nói tôi trước đây, đó là ông Nguyễn Thanh Sơn, ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn có nói là anh Nguyễn Ngọc Lập là người yêu nước. Bạn là người trí thức, có biết đọc, biết viết, suy nghĩ nhiều. Và chính ông Nguyễn Thanh Sơn nói là thơ văn của anh viết ở trên các cái tờ báo ở đây, ở trong nước, rồi đưa lên phố Hoàng Sa TV, chúng tôi đọc, chúng tôi thấy rõ ràng anh là một cái người có cái trình độ. Nhưng mà nhiều người người ta không hiểu anh, ở hải ngoại cũng như trong quốc nội. Nhưng mà riêng chúng tôi thì chúng tôi đánh giá anh có. Đó là cái câu chuyện ông nói ngay cái bữa hôm ông Nguyễn Thanh Sơn nói như vậy. Mà tôi có đề nghị ông Nguyễn Phương Hùng và ông Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng đó, thu băng lại. Cho nên có 4 người nghe. Rất tiếc là phố Quân Sa TV đã không có dịp để mà thu băng lại. Nhưng bây giờ anh cũng có thể thì tôi có nói rằng ông Vũ Hoàng Lân có bảo là anh Nguyễn Thanh Sơn bảo là ôi ông Lập này ông ấy ở bên Mỹ 20 năm rồi, rồi ông đi qua bỏ Hà Nội là năm nay là gần như là 58 năm rồi, thì ông không có biết gì về đất nước cả. Thì lúc đó tôi lại nắm tay ông một lần nữa trong rất cái thân tình. Thì tôi bảo là bây giờ tôi nói anh tôi không biết cái gì nhé. Thì tôi hỏi anh một con vịt ở ngoài Huế đó giá bao nhiêu? Một con vịt ở Cần Thơ giá bao nhiêu? Rồi một con vịt ở dưới Tây Ninh nó giá bao nhiêu? Anh có cho tôi biết được không? Chứ tôi biết ạ. Rồi tôi còn biết rất rõ như vậy. Anh là con của một ông ngoại trưởng nào đó của thời chống Mỹ cứu nước. Tại vì tôi chiếu theo cái lời mà tôi tiên đoán là con quan thì lại là làm quan, con của sãi chùa thì lại quét lá đa. Một cái con người mà biết tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam một cách rành rẽ như vậy, tất nhiên phải là well educated. Thì lúc đó anh Nguyễn Thanh Sơn cười với tôi. Và tôi cũng quay trở lại, tôi nắm tay anh Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng. Tôi biết anh có bằng Master và PhD mà. Tiến sĩ Lâm Văn Do dạy Đại học San Diego, khi ở tù chung với tôi có một bằng tiến sĩ thôi. Vì qua Mỹ ông lấy 2 bằng tiến sĩ nữa. Thì ông Nguyễn Bá Hùng, ông gật đầu. Tức là ông này có đi học và biết rất rõ. Cho nên tôi biết rất rõ quý vị mà quý vị không biết rõ tôi. Phố Bonsa TV, tờ Việt Weekly ở đây gọi tôi là nhân sĩ, là học giả. Nhưng anh mới có bằng thật. Thì lúc đó ông Nguyễn Bá Hùng lại là một người rất là tôn trọng cái cấp chỉ huy của mình. Ông ngồi nghe từ đầu tới cuối. Ông chỉ nói cái đó chỉ là học trong nhà trường thôi anh Lập. Cái tính khiêm tốn đó cộng chung với cái duty first là công việc trước đã. Sau đó tôi ghi địa chỉ, số phone, email của tôi để đó. Và ông Tổng lãnh sự đã ghi lại tên chữ đây. Và nếu quý vị nhìn vào trong cái nét chữ này, chứng tỏ là ông có một người cha và một người thầy dạy dỗ mình rất cẩn thận. Cho nên chúng ta không thể đánh giá những người Cộng sản Việt Nam như thời kháng chiến đội nón cối và đi dép râu. Họ là những trí thức được đào tạo tại Hoa Kỳ. Và càng như vậy tôi càng cẩn thận hơn trong lúc nói chuyện. Ngoài những cái trao đổi đó thì có những cái đề nghị hay là những cái kiến nghị hoặc là những cái câu hỏi nào liên quan tới cái tình hình hiện nay giữa ông Nguyễn Ngọc Lập và ông Nguyễn Thanh Sơn hay không thưa? Kế tiếp là tôi lấy ở trong cái cuốn sách này ra, tôi đưa cho ông Nguyễn Thanh Sơn coi một bức hình mà có lẽ chính ông Nguyễn Phương Hùng từ trước rồi ông chịu coi. Ông bảo đây cái này phải là anh kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức không? Đây là vợ tôi, là giảng sư Đại học Bách khoa Phú Thọ.
Và đây là anh kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức bị tù 16 năm vì lý do lên mạng mà tố cáo ông Nguyễn Tấn Dũng là tham hối lộ. Và tôi còn dặn kỹ ông Nguyễn Thanh Sơn là mẹ, anh làm ơn anh lật lại cái trang bên này để cho hình nó rõ hơn. Đây, tôi đứng đây và anh Trần kỹ sư Trần Huỳnh Duy Thức ở đây. Thì ông Nguyễn Thanh Sơn không phải là cái người mà nghe thôi đâu. Ông ngồi, ông coi thật kỹ. Kế tiếp là tôi đưa ra những cái bức hình mà tôi nói báo chí ở đây nó nói láo 100%. Người ta nói rằng á, ông Trung tướng Dư Quốc Đống không có bao giờ đi ra sinh hoạt chính trị. Như vậy thì trong tất cả bài báo viết ở đây đó, tôi tố cáo đây nè, ông Trung tướng Dư Quốc Đống đang ngồi đây, đại tá Phùng Ngọc Ẩn đây nè. Mà chính ông Trung tướng Dư Quốc Đống bảo với ông đại tá Phùng Ngọc Ẩn, kêu thằng Thiếu Uy Lập lại đây, mày phải cố gắng làm sao lên đài phát thanh nói ngắn nói gọn thôi, giống như anh này nói với tôi đó, để focus trong đề tài. Vậy thì nên làm như vậy. Dạ ngay, vâng, ngay lúc này. Nhưng mà sở dĩ lúc này á, lúc đó tôi không đưa bức hình này lên khi các báo chí để viết nói dối là Trung tướng này ông qua Mỹ 30 tháng 4 75 tới giờ ông không có sinh hoạt chính trị, là vì bức hình này á, là Trung tướng Dư Quốc Đống lần đầu tiên chụp hình riêng với tôi. Nhưng mà vì Trung tướng Dư Quốc Đống nhắm mắt trong bức kê này cho nên tôi tôn trọng, tôi không đưa ra. Thì sở dĩ mà tôi lên cái phố Bonsa TV này đó là tôi muốn nói lên một cái sự thật. Tôi nói lên cái khuyết điểm của nhà nước Việt Nam mà tại sao chúng tôi phải đi. Thì tôi nói rất rõ ràng là người vợ của tôi đây vẫn là cái câu chuyện ông dạ, nói đang nói chuyện mà tính cách chỉ trích chính phủ đây với ông Nguyễn Thanh Sơn trong cái buổi đó. Đây là vợ tôi tên là Bùi Thị Xuyến, mới được trở về thành đảng viên Cộng sản tại Hoa Kỳ trong cái chuyến mà biểu tình chống Hồng Vân. Thì cái ông Liêm Bùi ông bảo vợ mày á là đảng viên Cộng sản, cho nên tôi cũng nói rất rõ là với đảng viên Cộng sản trong nước á, là hiện giờ cái số lượng mà đảng viên Cộng sản của Việt Nam và trên thế giới chính xác là 3.001.000 người. Như là vợ tôi mới được ông Liêm Bùi cho dục. Thì ngày xưa đó là chính thầy Trần Hoàng Quân, Bộ trưởng về Bộ Giáo dục, đã không cho vợ tôi dạy lại tại Đại học Bách khoa Phú Thọ với tiến sĩ Vũ An và Lê Quang và kỹ sư Liễu làm ở Measurement and Quality Control cho Liên Hiệp Quốc. Chắc chúng ta ngắn gọn lại câu chuyện trao đổi giữa ông với ông Nguyễn Thanh Sơn trong buổi gặp đó. Và như vậy thì chính các anh đã phân biệt ra cái người Việt Nam yêu nước và cái người trí thức yêu nước. Mà chính cái hành động đó mà chúng tôi bỏ nước ra đi. Thì ông Nguyễn Thanh Sơn ngồi suy nghĩ rất nghĩ kỹ về bức ảnh mà tôi đưa cho này. Rồi tôi đưa cho ông Nguyễn Thanh Sơn coi tất cả những vấn đề mà ông Nguyễn Thanh Sơn không bao giờ nghĩ thấy. Anh thấy tôi chống cộng không? Mà người ta sợ đến mức độ ở bên Dallas, đại hội Việt Kiều, đại hội quốc gia nghĩa tử đó. Anh thấy ở trong hình này có ai là lớp của tôi dám đứng chung với tôi không? Sợ đến mức độ, sợ mấy anh đến mức độ mà không có dám đứng chụp hình với tôi vì ngày mai còn về Việt Nam nữa. Đàn ông thì về thích chân dài, đàn bà thì về bên đó thích đấm bóp với là được nuông chiều. Thì đây là đại hội quốc gia nghĩa tử Houston, Texas. Các anh thấy rõ ràng không? Thế bây giờ anh mời tôi về Tết này thì anh coi tôi lúc tôi ở Việt Nam tôi đi chiếc xe Vespa này 7 cây vàng trong khi những người khác đi xe có mấy chỉ vàng. Như vậy thì bây giờ ở Mỹ tôi có cần cái gì mà tôi phải đi về Việt Nam? Thì tôi mới trình bày với anh xong hết. Thì anh Nguyễn Thanh Sơn ngồi xuống đó nhìn thấy cái điều mà tôi suy nghĩ. Chủ tịch Hồ Chí Minh thông minh bao nhiêu thì các những người thuộc cấp của mình phá hoại cái xã hội chủ nghĩa thiên đường đã bấy nhiêu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất là thông minh trong năm 1954, đã cho người đi vào đưa con của ông Nguyễn An Ninh, tức là nhà cách mạng chống Pháp, tức là thầy Nguyễn An Vĩnh, dạy vợ tôi tại trường đại học Bách khoa Phú Thọ với điểm cao tối đa, vì vợ tôi không bao giờ đứng hạng nhì. Thì khoan cho tôi nói hết cái này. Thì khi mà thầy Nguyễn An Vĩnh được đi bên Đức, bên Nga về dạy, vợ tôi được như vậy, thì lẽ ra các anh phải để cho chúng tôi đóng góp cái kiến thức chúng tôi đằng này, các anh lấy cái political discrimination
về cái lý lịch mà các anh để cho chúng tôi phải đi đến nước Mỹ. Thì cái nỗi đau mà không được yêu nước lớn lắm. Chứ không phải chúng tôi không muốn về Việt Nam. Rồi đến cái cuối cùng ấy, tôi cũng đưa cho anh trông thấy. Đây là con trai của tôi là một Ngô Bảo Châu sắp tới này. Cháu sẽ lấy tối đa SAT 2400 điểm. Và lấy IB tức là International Baccalaureate 5.2 hoặc là 4.8 để được nhận vào Stanford. Thì ngày hôm nay khi các anh đuổi chúng tôi đi ra ngoại quốc, chúng tôi biết homeless tức là HO tức là homeless Orange County là hỡi ơi. Còn tôi bị trục xuất về chính trị qua Hoa Kỳ, không phải là refugee deportation mà là rồi đời. Cho nên ngày hôm nay tôi mong rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ giống như ông Nguyễn An Ninh, bắt con mình đi ra thề trước lăng mộ lăng của ông Lê Văn Duyệt, là thề khi nào học thành tài rồi thì về giúp nước, chứ không được bỏ lại, ở lại bên Mỹ để đi Hawaii với Catalina chơi hay là lên Las Vegas chơi, mà phải về. Thì lúc đó tôi thấy anh Nguyễn Thanh Sơn, tứ trưởng, đăm chiêu và suy nghĩ. Thái độ của tôi rất là đơn giản. Và đến cái cuối cùng, khi mà đứng lên để bắt tay chào, thì tôi có xin lỗi anh Vũ Hoàng Lân, tôi cũng nói chi tiết đó. Tôi bảo anh Nguyễn Hùng làm ơn anh chụp tôi với ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn trước đi. Rồi sau đó tôi chụp với lại ông Tổng lãnh sự Nguyễn Bá Hùng đi. Đến cuối cùng là ba người cùng chụp nhau đi, thì theo cái chương trình nổi vòng tay lớn của anh, ba cái. Mà chụp ở nhiều điểm khác nhau. Để làm gì? Để ngày mai á, ở đây người ta không thể nói được rằng tôi đi đêm. Mà tôi cũng không thể, đây cái hình này là ghép hình. Vì chúng ta công khai. Đó, thành ra trước khi chia tay thì tôi thấy đó là một cuộc chia tay rất là kỷ niệm và ấn tượng. Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ngồi ở đó thì ông chỉ cần ra một cái silent language, thì một cái ông tùy viên đã đem đến trong đó hai cái cravat, mà trên này nó ghi rất rõ là handmade 100% silk, 100% lụa mà làm bằng tay của đồng bào ở trong nước. Thì tôi rất cảm động và tôi nhận. Tôi có hỏi rất nhiều người là ý nghĩ của món quà là cái gì. Theo anh Vũ Hoàng Lân, cái giá trị của món quà là cái gì? Ông hỏi thẳng ông Nguyễn Sơn hay là ông không hỏi... Tôi đang hỏi anh. Và tôi hỏi tất cả bạn bè của tôi. Thì có người bảo rằng cái đó viên kim cương, hay là cái cặp ngà voi ông Tổng thống Ngô Đình Diệm tặng Sihanouk, hay là will you get marry me, em có bằng lòng cưới anh một viên kim cương, thí dụ như vậy. Thì thưa quý vị, cái đó nó không phải là giá trị. Giá trị là anh có nhận, có người để nhận món quà đó hay không. Và từ tay ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đưa tôi đã cầm lấy như một sự trân trọng. Chứ nếu bây giờ Chúa Giêsu xuống thế để cứu tội anh mà các anh không đón nhận thì Chúa cứu ai? Như vậy cái giá trị đầu tiên là sự đón nhận đó. Thì cái thái độ của tôi đến với Nguyễn Thanh Sơn, và tôi về nhà trong đêm đó tôi suy nghĩ rất là nhiều. Có bao giờ Đảng Cộng sản dám nói rằng mình là giai cấp công nhân và nông dân đại diện, thì anh thấy có thằng nào đi cày mà nó đeo cà vạt không? Nó ăn đám cưới dưới quê, hai lúa nó đi đám cưới nó có đeo cà vạt không? Rồi cái thằng công nhân nó đang sửa máy cày, có bao giờ nó vừa sửa máy cày mà nó vừa đeo cà vạt không? Chỉ có ông bác sĩ, tiến sĩ, trí thức họ mới. Cho nên món quà này ông tặng tôi như tặng của một người trí thức mà không trí trá. Bây giờ tôi xin nói thêm một phần nữa.
Sở dĩ tôi đến 20 năm trên nước Mỹ chưa bao giờ tôi đeo cà vạt, vì tôi biết tôi là một người tất đất. Một người thua trận mà tôi thấy trên tờ báo Việt Weekly và các anh phỏng vấn, thì các ông tướng tá như ông luật sư Nguyễn Sơn Hà mặc áo vest và khoe rằng mình có 100 bộ, có đôi giày Italy, dây nịt Hitchcock, đeo đồng hồ Rolex, trong khi tôi nhìn thấy những người tương binh của tôi sau 38 năm họ vẫn rách áo. Cho nên tôi đem cái này về, tôi giao cho thằng con của tôi nói với lời của Nguyễn An Ninh: con à, ráng học đi, và cái cà vạt này ba tặng cho con phải nhớ đây là cái món quà của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, và ba muốn nói với con một cái message là Đảng Cộng sản ngày hôm nay không còn phải là một đảng của thành phần bần nông nữa. Năm 1975, khi mà tất cả trí thức vào tù thì Mao Trạch Đông đã cho tất cả những trí thức được phục hồi tại Trung Quốc. Như vậy những giọt nước mắt này là giả. Cho nên tôi trình bày điều ngày hôm nay. Các cấp chỉ huy của tôi có dạy tôi tại trường Bộ binh Thủ Đức. Khi mình lãnh đạo một đoàn quân thì không được khóc. Nhưng tôi nhìn thấy nếu món quà này thay vì tôi tặng cho con tôi mà ai mua lại cái món quà này 100 đồng để cho thương binh, tôi sẵn sàng bán lại để tôi cho những người thương binh của tôi. Mà tôi muốn nói với anh Nguyễn Thanh Sơn rất đơn giản: anh tặng tôi món quà nhưng tôi không có gì tặng anh cả. Một lần 75 tan nát nhà cửa, một lần 93 đến Mỹ tay trắng. Thì bây giờ đứng lên, tôi xin thành lập hội lụm lon yêu nước. Một người đồng bào ở đây đạp cái lon được 5 sen mà gửi về Việt Nam thì cái người đó họ cũng đáng yêu nước. Tất cả những gì tôi trình bày ngày hôm nay là sự thật. Rồi đến cuối cùng, vì những tôi tránh những cái xúc động lớn hơn nữa, thì anh Nguyễn Thanh Sơn đi về cùng phái đoàn. Trên đó tôi trông thấy cô Thu Hà gì đó, tùy viên, rất là xinh và giọng nói Hà Nội. Tôi muốn cho tình hình nói chuyện bớt căng thẳng. Tôi có nói với anh Nguyễn Thanh Sơn rồi tất cả mọi người đều cười ồ lên. Đến ngày hôm nay ở trên thế giới còn rất nhiều kiều bào không thích ông Hồ Chí Minh. Tôi sử dụng từng ngôn từ rất cẩn thận. Tôi không nói là thù Hồ Chí Minh hay chống Hồ Chí Minh hay ghét Hồ Chí Minh, mà tôi dùng từ rất chính xác. Còn một số đồng bào không ưa Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng vẫn rất thích và yêu những cháu gái ngoan của Bác Hồ như cô bé này. Và cái giọng nói Hà Nội đó, nó làm chúng tôi vẫn còn nhớ tới quê hương. Như vậy là như theo ông kể trong suốt cuộc nói chuyện, ông là người nói cái tâm tư của ông nhiều hơn. Ông Nguyễn Thanh Sơn có bất cứ một cái phát biểu nào ngược lại mà ông có ghi nhận hay không? Ông Nguyễn Thanh Sơn nói rất là thẳng thắn. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa không thể nào có thể đối chất với tôi như anh Nguyễn Ngọc Lập, dù ông là luật sư. Ông ta rất thẳng thắn. Cái thái độ thẳng thắn, cái thái độ thật sự muốn hòa giải,
Đó mới chính là những cái đề mà trí thức chúng ta phải đọc. Cuối cùng tôi đưa ra một đề nghị mà tôi làm ông Nguyễn Thanh Sơn phải giật mình. Trên thế giới có ngũ cường: Nga, Tàu, Mỹ, Nhật Bản, Đức. Thì trong nước chúng ta có 5 anh em. Đất nước chúng ta là một vùng conflict, vì nó nằm trong geopolitics, địa lý chính trị học. Chưa bao giờ nó trở thành buffer zone, là một vùng trái độ. Mà nó cũng chưa bao giờ trở thành một vùng trung lập, neutral zone. Như vậy nếu có một cường quốc nào trên thế giới như Nga, như Tàu đến, thì thằng anh 2, thằng anh 3, thằng theo Nga, theo Tàu, đừng giết thằng khác mà chỉ điểm. Như vậy nếu mà có một thằng Nhật nó đến đất nước của chúng ta, thì thằng Út nó lên, nó theo Nhật, nó phải che giấu 4 anh em còn lại. Chứ chúng ta giết lẫn nhau như thế này thì không phải là trí thức, mà chúng ta là trí trá. Chúng ta có tội với tổ tiên, chúng ta có tội với anh em. Và tôi đưa đề nghị đó là anh Nguyễn Thanh Sơn viết lại vào trong một cái biên bản như vậy để trình Bộ Chính trị. Thì anh Nguyễn Thanh Sơn im lặng, và anh Nguyễn Bá Hùng im lặng, còn anh Nguyễn Phương Hùng ngồi nghe. Tôi có nói với Đảng Cộng sản Việt Nam thêm một ý kiến nữa. Tôi cảm ơn anh đến cho tôi gặp ngày hôm nay. Nhưng mà các anh đã có 2 khuyết điểm sau 1975 nữa. Là 10 cái M là Money Manager, Marketing, Machine Material, rồi Mass Production. Thì các anh giết Mass Media. Thì ngày hôm nay anh Hùng mới là Mass Media, đem thông tin trong nước ra. Anh Vũ Hoàng Lân đem thông tin ở đây qua hải ngoại. Và anh Hùng lại là một cái người middle man, mà các anh gọi là bọn mánh mung không chịu lao động. Thì cái M Mass Media ngày hôm nay mới được thể hiện qua anh Nguyễn Phương Hùng. Và tôi cũng cảm ơn anh Vũ Hoàng Lâm. Trước đây ông đã biết ông Nguyễn Thanh Sơn qua những chương trình Phobosa TV, rồi vừa rồi có cuộc gặp mặt. Thì trước và sau cái cuộc gặp mặt này, ông có một cách tóm gọn, ông có thể cho biết là có những gì mà ông thấy giống và khác giữa cái chuyện mà xem trên chương trình Phobosa TV và gặp người thật việc thật. Ông Nguyễn Thanh Sơn ban đầu tôi nhìn trên cái video clip trước đây, tôi thấy con người này mập mạp, to lớn và hộ pháp. Tôi tưởng là một tay võ biển. Nhưng đến khi nói chuyện tôi mới thấy rằng ông ta là một người ngoại giao chân chính. Tôi so sánh ông ta với là mục sư Tin Lành. Còn các ông cộng đồng ở trên Bôn Sa này giống các linh mục công giáo. Tại vì tôi vô Tin Lành đó, họ tử tế lắm, họ vắt tay vui vẻ lắm, rồi sau thánh lễ rồi họ cầu nguyện xong họ ra về tiễn nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Còn các ông cha ông dạng giáo dân ở đây không biết làm sao, tôi công giáo mà ra khỏi nhà thờ là nói xấu, rồi không bao giờ vồn vã giúp đỡ lẫn nhau gì đâu. Thì ông Nguyễn Thanh Sơn này cũng như ông Tin Lành. Cái đạo Tin Lành là phát xuất từ công giáo, nó không phải là đạo chính, nó là khúc gỗ. Chứ còn cái đạo tin công giáo nó làm nguyên một cái cây, có rễ, có gốc, có cành, có lá. Còn bên kia nó là một khúc, một cái branch of the tree, một cái nhánh cây. Nhưng mà cái sự tử tế của cái ông Nguyễn Thanh Sơn này đây, nó làm cho những người chính trị ở đây và riêng cá nhân tôi một cái profound impression, tức là một ấn tượng rất sâu xa về Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Có thể Đảng Cộng sản Việt Nam nó vô thật, nhưng qua cái cách hành xử của nó, cái lời nói của nó, nó tử tế. Ở đây ông Nguyễn Xuân Tùng giật micro của tôi, ông Nguyễn Phục Hưng bỏ chạy tại trận Hà Lào, đây bằng chứng đây, thiếu tá Tiền, tiểu trưởng tiểu bốn mà lúc đó là ở Hà Lào là đại úy đây. Ông Nguyễn Phục Hưng có thiếu úy khóa 170,
bây giờ khai đại úy, rồi đuổi tôi ra khỏi đại hội, cảm ơn anh. Như vậy thì tôi giữa xấu và tệ, tôi xin được nói một câu tiếng Pháp. Entre le mal et le pire, il faut choisir le mal. Dịch ra tiếng Việt là gì? Giữa xấu và tệ tôi phải chọn xấu chứ. Những cái người lãnh đạo trong cộng đồng ở đây bịt mồm tôi, đả đạo tôi, họ có biết cái gì về tôi đâu. Thế thì những cái hành động mà khi các anh cãi nhau, hội cụ chung quân nhân chống lại hội cụ chiến sĩ, ông Nguyễn Xuân Tùng chống Nguyễn Hữu Chánh, rồi các anh bỏ cho người dân trong Tết 2005, thì tôi là người đứng ra lãnh đạo đây chứ còn ai nữa. Với cái cuộc gặp gỡ vừa qua của ông trực tiếp với ông Nguyễn Thanh Sơn, bên phía những nhân sự của bên Tổng lãnh sự Việt Nam, rồi với những cái phát biểu của ông ngày hôm nay tương đối là có nhiều cái tích cực đối với lại cái cuộc gặp gỡ đó, ông có lường trước là sẽ có những cái gì xảy ra bất lợi cho ông trong những ngày tới, cũng như là trong những ngày vừa qua có những cái dư luận gì về gọi là bất lợi cho ông trong cái cuộc gặp gỡ đó hay không? Có một anh duy nhất là anh Đỗ Dũng, không biết anh ấy coi trên TV lúc nào anh gọi tôi, anh bảo Lập ơi oai quá, Lập được ngồi với Thứ trưởng Thanh Sơn rồi Tổng lãnh sự Lê Bá Hùng, đưa lên TV cả thế giới coi rồi. Thì tôi cũng tường trình lại cho anh Đỗ Dũng, anh là có bằng Master về Political Science của báo Người Việt. Anh nói rằng 75% cái giá trị của tờ báo Việt Weekly là do thiếu úy Nguyễn Ngọc Lập đóng góp. Thế thì anh lên đó anh nói chuyện gì với lại ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn vậy? Tôi có nói với ông Đỗ Dũng, tôi không phải Thích Nhất Hạnh nha, mà tôi cũng không phải là Nguyễn Cao Kỳ nha. Tôi thách đố tất cả Đảng Cộng sản Việt Nam đang nằm vùng tại Lido Sài Gòn, có bao giờ tìm thấy được tôi là một đảng viên của một đảng nào, hay trong nhà thờ Hội Đông Bosco, Hội Quốc gia Nghĩa Tử hay là Thủy Lục Chiến? Tôi chỉ đơn thuần là một người Việt Nam yêu nước rất đơn sơ. Tôi yêu quê hương của tôi, không phải tôi yêu chùm Khế Ngọt. Tôi không phải nói với anh Nguyễn Thanh Sơn Thứ trưởng là mời tôi về để uống rượu ở đó, để được đi trên coi các cái hồ gì mà nó nổi tiếng ở ngoài Bắc á. Hồ Gươm. Không phải Hồ Gươm, mới là cái gì mà Hồ Hoàng Kiếm. Không phải Hồ Hoàng Kiếm nữa, có cái gì cái bãi biển gì mà đẹp lắm đó. Cái gì mà người ta hay đi du lịch á. Mà các anh cũng được đi rồi. Ở thành phố nào ạ? Ở Hà Nội, cái chỗ mà bãi biển Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long không? Mà tôi mong được trở về đó để thăm những người nghèo nhất, giống như ông Hồ Chí Minh đến với những người nông dân nghèo nhất, nhưng không phải theo phái đoàn báo chí official như các anh. Mà tôi mong một ngày nào đó tôi xin được trở về và đi chân đất như Tổng thống Ngô Đình Diệm đi vào Lavan. Vì Thánh Kinh có nói với Abraham, này tháo giày ra vì đây là đất thánh. Như vậy thì cái lời mời của ông Nguyễn Thanh Sơn mời ông Nguyễn Ngọc Lập về Tết này, thì ông cho biết là cái dự định của ông về cái vấn đề đó như thế nào? Thưa ông, tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Tôi bước ra khỏi tù, tôi có xin Chúa, nơi đầu tiên về là sẽ đi về nhà thờ. Thứ hai là đi xem lễ ngày Chủ nhật. Thứ ba là làm việc nhỏ. Chứ tôi không mong muốn được một ông cấp bộ trưởng như thế này mời đi về đi thăm Bình Hạ Long. Như vậy là coi như đó là một lời từ chối chính thức. Thưa không, trong 5 năm nữa, khi con tôi tốt nghiệp, tôi hoàn tất xong trách nhiệm của tôi với một người hai đứa con, thì tôi sẽ trở về quê hương. Nhưng không phải là cái Tết này. Vì tôi có làm thơ rất rõ trên phố Bonsa TV mà anh đã từng thâu. Ở trong tù tôi đã làm câu thơ đó rồi. Xuân năm nay xuân khô xuân héo, xuân năm nay lại được về. Nhưng lần này được về thì tôi làm khác với Thích Nhất Hạnh, tôi làm khác với Nguyễn Cao Kỳ, và tôi làm khác với các anh, để nói cho những người đang buộc tội tôi là chính các anh. Tôi biết các anh đi về Việt Nam nhiều lần lắm,
kể cả những anh thủy lục chiến. Về nhiều lắm, về hết rồi. Nhưng Nguyễn Ngọc Lập là thằng thiếu úy sau cùng bước ra khỏi Z-30C. Thì Nguyễn Ngọc Lập sẽ là người đi về sau cùng. Vì người lãnh đạo giỏi là người phải thấy trước mà đi sau cùng. Đi với người yếu nhất, đi với người nghèo nhất. Thì lúc đó mình mới là một người lãnh đạo giỏi. Trong khi ông Nguyễn Thanh Sơn đã có lời mời một cách chính thức như vậy về cái Tết này, mời ông Nguyễn Ngọc Lập về, như ông nói là về uống rượu với ông. Rồi rất nhiều người chúng tôi thấy trên các diễn đàn từ Việt Nam cũng có cái lời mời một cách cụ thể đối với ông như vậy. Thì ông đã từ chối một cách cụ thể như vậy. Thì ông có thể cho biết là lý do từ chối là vì vấn đề tài chính hay là vì vấn đề e ngại những cái dư luận hay là vì một cái lý do nào đó thưa ông? Thưa ông, tôi được bác sĩ Lý Trung Dung và bác sĩ Nguyễn Kim Tiến ở đây nói là thằng Lập là the man without regulation, lôm sang phọc mưu. Tiếng Việt Nam gọi là một con người không dựa lên trên một cái luật lệ nào cả. Vậy thì nhưng mà tôi xin gửi lại một cái câu nói mà đơn giản nhất của một người có lòng yêu nước. Tôi về Tết này, ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn sẽ phải có thêm một ông công an đi rình coi ông Nguyễn Ngọc Lập này nó có liên lạc với cái đám nào không đây. Thì có phải một ông công an lại không được ăn Tết không? Rồi khi tôi đi về, tôi mời bạn bè tôi một bữa chừng 10 đô la. Thì tôi lấy ở đâu ra tiền trên này trong khi hai đứa con tôi vào đại học? Mà vào đại học ở bên Mỹ là sạc nghiệp đúng không? Như vậy về không lẽ người ta mời mình một chầu bạn bè quốc gia nghĩa tử chờ màu mà tất cả bạn bè khác mời chầu ở Đông Moscow là lấy tiền đâu mình mời? Như vậy tất cả gần 10 anh em quốc gia nghĩa tử mà là có 10 triệu đô la tới 50 triệu đô la ở đại hội 2005 á, họ về bên này tôi đã xấu hổ rồi. Thôi thì bắt chước giống như cộng sản, hy sinh đời bố củng cố đời con. Và để tôi trả lời anh một cách rất là rõ ràng, tôi có hỏi thiếu tướng Bùi Thế Lân: bố, tại sao họ đại hội thủy lục chiến đó họp hoài mà con thấy từ ngày con qua Mỹ giờ 20 năm con không bao giờ con thấy bố tới dự đại hội? Ông ôn tồn bảo với tôi: Lập à, nhiều khi cái sự không có mặt của mình làm người ta vui hơn. Tôi về bên đó lại buộc tội diễn biến hòa bình. Còn mấy ông nội chống cộng ở đây nó bảo là đi bưng bô rồi bắt tay cộng sản. Khi tôi đi ra tới ngoài Bắc Kinh rồi tôi bắt tay một cái người mà không biết là trong đoàn đó như thế nào, tôi bắt tay tôi nói là hôm nay tôi là Mỹ nha. When you shake hand American guy, you must reckon how many fingers are there in your hands. Và cuối cùng tôi xin ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, ở trong nước tôi sợ Lê Duẩn nhất, Lê Duẩn chống đám đánh Trung Quốc. Người thứ hai tôi sợ nhất là Nguyễn Huy Tiệp viết tiếng về hưu. Vậy anh cho tôi đăng 10 bài thơ tình thôi, và tôi viết một đoạn văn về tướng thất trận thôi. Tướng thất trận như mèo què trong xó bếp, nheo mắt nhìn chuột nhắt diễn binh. Mối thù không trả được, quốc hận không đầu thai. Hận kẻ thù chỉ một, hận đồng minh gấp hai. Thì lúc đó anh thí trưởng Nguyễn Thanh Sơn bảo ông Nguyễn Phương Hùng lấy hết 10 bài thơ tình đó và cái bài này đăng ở trong báo quê hương. Đó là chấm dứt cái cuộc nói chuyện của tôi với thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn. Trong khi ông Nguyễn Ngọc Lập sau cuộc nói chuyện với ông Nguyễn Thanh Sơn thì rất công khai tuyên bố những cái việc đã xảy ra trong việc đó. Cũng khá nhiều những người khác đã có gặp gỡ mà có mang tính cách kín đáo hơn. Ông nghĩ vì sao vẫn còn có những cái sự e ngại như vậy với một những cái nhân sự khác thưa ông, mà trong đó có cả những nhà báo? Dễ hiểu quá. Có những vấn đề khó khăn thì người ta phải đi đêm. Và anh phải chấp nhận là anh không sợ ma thì anh cũng phải chấp nhận cái quyền tự do được sợ của người ta. Anh không hèn, anh là quân tử. Nhưng anh cũng phải chấp nhận cái thằng nó là tiểu nhân. Vì không có mặt trời thì không có hoa nở, không có mẹ hiền thì không đẻ ra quân tử và tiểu nhân. Chấm dứt câu chuyện của chúng ta, ông có thể cho một cái đúc kết rất ngắn gọn là
qua cái cuộc gặp gỡ này, ông có thấy những cái điểm gì hoặc là có nhìn ra những cái điểm gì mới từ cuộc gặp gỡ với ông Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn không? Từ Vatican thì đưa ra một cái chủ thuyết rất rõ ràng là đối thoại và hòa giải. Ở trong nước thì đưa ra nghị thuyết 36. Và thế giới ngày hôm nay là đưa tên hợp tác và xây dựng, không có đối đầu. Và mới đây Đại học Hạc Va đưa ra một cái giải thưởng cho ai đem lại cái hòa bình lại trong đất nước và hòa giải. Đó là cái giải vua Trần Nhân Tông. Tôi xin làm được một ứng viên. Tôi muốn xin làm một ứng viên để đạt được điều đó. Và tôi mong rằng các anh hãy cho tôi làm một công việc giống như Đức Giáo Hoàng, là về để xin lỗi các anh. Và các anh cũng xin lỗi những vị tướng lãnh như tướng Bùi Thế Lân. Vì khi mà 5.000 quân của Cộng sản lọt vào cửa Việt, thiếu tướng Bùi Thế Lân thấy chết hết cả một tiểu đoàn, thì còn có đại trung úy Hào còn 17 người về đây với lại đại với lợi. Thì tôi hỏi tại sao bố không cho lệnh đánh bức đi? Thì ông cúi đầu xuống, ông nói dù mình có giết hết 5.000 quân Cộng sản sư đoàn thép ở cửa Việt, tình hình không thay đổi. Và khi mà tiểu đoàn Hai Châu Điên bị trở về ở trong bộ tư lệnh thì tôi đang nằm ở đó, bị thương tôi nằm ở đó, thì thiếu tướng Bùi Thế Lân gục đầu khóc ở trên cái bàn. Đại úy Đang vô nói: thiếu tướng, nếu thiếu tướng khóc như vậy ai làm việc được? Còn ông trả lời với tôi vào mùa xuân mà ngưng bắn đó: nếu hôm nay chúng ta đánh chết 5.000 người cộng sản này, lính cộng sản này, ít nhất chúng ta mất 1.000 quân nhân, thì trong Tết này sẽ có 1.000 bà mẹ phải khóc. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc chúng ta phải nhìn thấy được câu nói của ông Võ Văn Kiệt: khi chiến thắng thì một nửa nước ngoài Bắc cười, thì một nửa nước miền Nam khóc. Năm 1975, người dân trong miền Nam ra ngoài Bắc nhận họ, còn ngoài Bắc vào Nam nhận hàng, cho nên đó gọi là họ hàng. Đây là món quà của anh Nguyễn Thanh Sơn. Chúng ta là họ hàng và chúng ta nên yêu thương và hãy tha thứ và quên đi. Đó là tinh thần hòa giải, chứ không phải đi vào Nam để nhận hàng. Kính cảm ơn.